Xin chào các bạn, mình Natalie Chủ đề ngày hôm nay mình gửi đến các bạn là một chủ đề về tình yêu Là nói về câu chuyện mùa xuân Nói về câu chuyện tình yêu mùa xuân của bạn Rồi bây giờ các bạn chọn tụ bài nha Đây là tụ 1, tụ 2, tụ 3 à, Chúng ta xem là diễn tiến à, trong mùa xuân này Thì tình yêu của các bạn sẽ có những diễn tiến như thế nào nhé Rồi à, bây giờ mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1 Xin chào các bạn tụ 1. À, chúng ta nói về câu chuyện tình yêu mùa xuân của bạn. À, đầu tiên các bạn nghe qua về cái nguồn năng lượng trước nhé. À, các bạn thấy là cái câu chuyện nó không khớp thì các bạn chọn lại qua tụ 2 hoặc tụ 3 nhé. Các bạn có thông điệp Pay attention to the red glass. Rồi, um, new lớp. các bạn có true love lựa chọn tình yêu rồi và chúng ta có focus on love tập trung vào tình yêu tập trung vào những điều tích cực tập trung vào những mặt tốt của nhau nè à, mình thấy cái năng lượng của các bạn tụ một á là à, trong câu chuyện tình yêu của các bạn nó có những cái dấu hiệu à, mà các bạn, bạn và đối phương cần cần nhìn lại với nhau cần nhìn lại cần xem xét lại à, để để mà các bạn có sự thấu hiểu nhau nhiều hơn và các bạn cần phải có những cái sự chú ý để chúng ta có những cái ứng xử mà mà hai bên có thể cảm nhận tình yêu của nhau nhiều hơn á. Tại chúng ta có thông điệp là pay attention to the red flag có nghĩa là trong câu chuyện tình yêu của các bạn tụ một nó có những cái những cái chuyện đã qua và khiến cho các bạn cần phải dành thời gian để bình tâm, dành thời gian để tĩnh lặng và nó rất tốt khi mà các bạn có dành khoảng không gian riêng, thời gian riêng để cho hai bên à, có sự bình tĩnh trở lại, à, để cho hai bên là bình tâm trở lại để có thể lắng nghe nhiều hơn và thấu hiểu nhau nhiều hơn và để có thể là thông cảm cho à, cho tính cách của nhau hoặc thông cảm cho hoàn cảnh của nhau hoặc là thông cảm cho à, có nhiều những cái sự thay đổi hoặc là những cái sự biến động từ cuộc sống hoặc từ công việc hoặc từ gia đình gì đó tác động lên nhau và À, có nhiều những cái tác động lên làm cho các bạn á à, làm cho các bạn có thể là à, có những cách ứng xử mà tranh cãi hoặc nóng nảy hoặc có những sự hiểu lầm à, hoặc có những những sự gọi là chưa thấu hiểu hoặc có những cái gọi là chưa có cởi mở với nhau nhiều à, đó thì pay attention to the red flag có nghĩa là à, hai bạn nếu như có đang dành cái khoảng không gian riêng thời gian riêng để cho mỗi bên có sự tĩnh tâm trở lại thì đây là cái điều mà các rất tốt À, rất tốt nhưng mà có thể là làm cho các bạn có một cảm giác gì đó lo lắng đó thì cái năng lượng tình yêu của các bạn tụi một là như vậy rồi à, mình thấy được á, diễn tiến tiếp theo trong câu chuyện tình yêu mùa xuân này của các bạn thì dường như các bạn đã có cái khoảng không gian riêng thời gian riêng rồi và nó cũng là đã kéo dài khoảng một thời gian rồi và các bạn có sự bình tĩnh trở lại nhiều hơn trong câu chuyện tình yêu của các bạn tụ một rồi tức bạn và đối phương của bạn có những cái sự phát triển có những cái sự trưởng thành hơn à, có những cái sự suy nghĩ sâu sắc và thấu hiểu cũng như là thông cảm cho nhau nhiều hơn là giai đoạn trước rồi tức là đã qua cái thời kỳ mà các bạn quá nóng nảy hoặc là đã qua thời kỳ mà các bạn chỉ, chỉ tập trung vào trong cái ý kiến của bản thân thôi à, đã qua cái khoảng thời gian mà các bạn quên đi á quên đi những cái cái cảm xúc cái suy nghĩ của đối phương của các bạn rồi cũng như đây là cái thời điểm mà các bạn hiểu nhiều hơn các bạn nhìn thấy cái bức tranh toàn cảnh nhiều hơn à, ví dụ như có những sự bất đồng những cái sự mâu thuẫn gì đó xảy ra giữa các bạn thì nó cũng là tổng hợp của rất nhiều những điều kiện và những nguyên nhân à, kiểu như các bạn đã nhìn bức tranh toàn cảnh nhiều hơn á cho nên các bạn biết thông cảm À, cho nhau nhiều thông cảm cho tính cách hoặc là thông cảm cho những cái khoảnh khắc à, giống như những khoảnh khắc mà các bạn nóng quá hoặc là những khoảnh khắc các bạn bị bất đồng à, hoặc là à, do tính chất của công việc bận rộn hoặc là do nhiều những cái hoàn cảnh nó bị thử thách thì các bạn đã có sự thấu hiểu nhiều hơn rồi cho nên thành ra các bạn mới có nuôi lớp nuôi lớp là cho thấy nè các bạn có nuôi lớp focus on lớp tập trung vào tình yêu và choose lớp lựa chọn tình yêu có nghĩa là À, có nhiều những cái sự phát triển ở các bạn nhiều dữ lắm tức là nó chuyển từ một cái trạng thái tiêu cực đó, qua một trạng thái tích cực um, chuyển từ một cái trạng thái mà các bạn bị hỗn loạn còn tập trung vào bản thân qua một cái trạng thái đó là các bạn tập trung vào một cái bức tranh toàn cảnh hơn um, nhìn thấy cái câu chuyện nó lớn hơn và các bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn đó. cho nên tình yêu của các bạn từ một bước sang trang mới uh, nó bước qua một cái chương mới mình thấy được á năng lượng các bạn tụ một là các bạn tự tin hơn cũng như là các bạn vui vẻ hơn rồi và các bạn không còn tập trung vào những cái câu chuyện cũ không còn tập trung vào những điều mà mâu thuẫn um, với nhau nữa mà các bạn đang tập trung vào cái mặt tích cực của nhau bởi vì mình thấy cái năng lượng yêu thương nhau còn rất nhiều ở đây rồi và um, các bạn lựa chọn cái sự thông cảm hơn là cái việc mà các bạn uh, trách cứ trách móc <laughs> À, đó cho nên tình yêu của các bạn là có nhiều những cái sự mới cái điều mới đến à, bước qua một cái chương mới à, ở đây sẽ có một số ít trường hợp các bạn á là các bạn đang để cho mọi chuyện nó xuôi dòng và các bạn đang sống lại một con người mới sống cuộc đời mới và để câu chuyện tình yêu của các bạn nó xuôi dòng thuận theo tự nhiên à, giống như kiểu là các bạn để chuyện gì đến sẽ đến à, kiểu như không có nếu giữ quá hay là không có bám dính quá không lệ thuộc quá à, cứ như thế hoài thì kiểu như các bạn cảm thấy mệt rồi cảm thấy mệt mà thấy cái tình cảm nó ra ma quá cho nên các bạn không thích như thế nữa các bạn thích một cái một cái tình yêu nó nhẹ nhàng nó tự nhiên và nó một cái tình yêu mà kiểu nó lành mạnh hơn á các bạn thích như vậy cho nên thành ra các bạn quyết định là thôi để mọi việc xuôi dòng và các bạn sống một cuộc đời mới rất là nhiều đổi mới bản thân lên rất nhiều yêu bản thân hơn yêu cuộc sống hơn đó Àm. rồi Àm. và ở đây cũng có một số ít trường hợp à, các bạn là có thể các bạn có tình yêu mới nữa nhé rồi các bạn có sun and star. rồi đây các bạn có make a move wow ở đây mình thấy nè à, có một số trường hợp các bạn thì các bạn là để mọi chuyện tự nhiên xuôi dòng và các bạn tập trung vào phát triển bản thân làm mới lại bản thân và các bạn thắp sáng lại ước mơ lại lý tưởng đam mê của các bạn mình thấy các bạn tập trung vào công việc vào lý tưởng tập trung vào tương lai ngày mai rất là nhiều và đây là thời điểm mình thấy các bạn đổi mới nhiều lắm đổi mới kể cả về trong suy nghĩ và đổi mới kể cả về cái hình thức bề ngoài của các bạn luôn các bạn trở thành một người độc lập tự tin rất là nhiều cũng như một người mà đạt đến một cái giai đoạn là các bạn cực kỳ bản lĩnh, bản lĩnh trong cái sự nghiệp, bản lĩnh sống độc lập, bản lĩnh làm chủ cuộc sống của mình. đó các bạn tự lập rất là nhiều và Make a có còn một số trường hợp của các bạn á, các bạn lựa chọn tình yêu, các bạn vẫn bên nhau, các bạn sẽ có nhiều khoảng thời gian bên nhau và các bạn bắt đầu lại cái sự cái tình bạn với nhau, cái sự hợp tác với nhau có nghĩa là à, sau những cái giai đoạn thử thách thì các bạn lại hiểu nhau nhiều hơn các bạn yêu thương nhau nhiều hơn và đặc biệt á, đặc biệt là cái sự hiểu nhau và có sự tin tưởng nhau của các bạn được gia tăng đó có nhiều trường hợp là như vậy cho nên mình thấy á, à, đây là trường hợp của các bạn mà có tình bạn trong tình yêu á. Ừ, các bạn không những là người yêu thương nhau mà các bạn còn là những người bạn có thể chia sẻ với nhau và thậm chí có một số trường hợp còn là hợp tác làm việc với nhau nữa rồi các bạn có stress Your Wings, Jerry, The season lao xuôi dòng nè <laughs> ở đây mình thấy là à, các bạn nhẹ nhàng tâm trí hơn rất là nhiều rồi à, các bạn đang bắt đầu nghĩ đến những cái ước mơ khác của cuộc đời các bạn nữa à, các bạn đang bắt đầu là cân bằng lại nhiều lĩnh vực cũng như là các bạn ưu tiên cho nhiều những cái lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn à, bạn cảm thấy là tươi vui hơn thoải mái hơn các bạn đạt đến cái cái gọi là xã xã từ bi hỷ xã tức là đạt đến cái freedom freedom là cái sự giải phóng cái sự tự do à, không không có để cho bản thân của mình cứ bị cuốn vào cái nguồn năng lượng mà tập trung vào nhau quá ở mà mà trong cái thời điểm mà mà chưa có đủ nhiều những cái điều kiện thuận lợi để cho tình yêu phát triển á. Cho nên là thành ra kiểu như các bạn buông thả lỏng và để cho mọi chuyện nó xu dòng, để cho mỗi bên đều có sự bình tâm trở lại và mọi và cái nguồn năng lượng của nhau nó nó nhẹ nhàng và nó tự nhiên trở lại và các bạn còn có nhiều thời gian hơn để mà các bạn phát triển bản thân à, có nhiều thời gian hơn để các bạn tập trung vào trong cái sự nghiệp của các bạn nữa tập trung vào những ước mơ tập trung vào những cái năng khiếu của các bạn á. Wow, Rossin Rick, đây là một thông điệp rất may mắn nhé các cậu, các, các bạn. Sorry. Um, đây, it's time for healing, connecting, mending, releasing. Đó, ở đây mình thấy á, là có một cây cầu đã được bắt ngang qua cho nên á, là rất nhiều cặp đôi của các bạn ở đây á, năng lượng tình yêu được chữa lành rất là nhiều. Có những sự kết nối trở lại, có những sự sửa chữa hoàn thiện nhau trở lại tức là cả hai bên các bạn luôn đều nhìn thấy là cái 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 đúng cái sai của bản thân và nếu như các bạn phát hiện ra cái cái nào là sai của bản thân á thì dường như là các bạn có những sự um, sửa chữa hoàn thiện bản thân lại và các bạn giải phóng đi tất cả những nguồn năng lượng tiêu cực các bạn chỉ tập trung vào những cái gì mà mang tính chất gọi là tốt tích cực là kết nối là, là xây dựng tức là các bạn chỉ tập trung vào những điều mang tính chất xây dựng thôi các bạn bỏ lại qua quá khứ ở đằng sau lưng đó. Đó. những gì mà nó không tốt những gì mà tiêu cực thì dường như các bạn bỏ lại đằng sau lưng các bạn chỉ tập trung vào những điều à, để mang tính chất xây dựng tốt lên mà thôi đó. không những như vậy nha mình thấy là trải qua một khoảng thời gian các bạn có kinh nghiệm hơn các bạn trưởng thành hơn và mình thấy là các bạn được chữa lành rất là nhiều ừ chữa lành rất nhiều tha thứ rất là nhiều hai a power đây là sự phát triển về mặt tinh thần về mặt tâm linh nè về nhận thức chaos chaos conflict ừ. rồi các bạn có chớp vu rồi và new life wow cuộc sống mới nhé ở đây thì mình thấy là các bạn đã nhìn nhận á, những cái sự hỗn loạn, những cái sự mâu thuẫn cho dù là các bạn gây ra cho nhau hoặc là do hoàn cảnh tác động đến thì các bạn đã nhìn nhận nó như là cơ hội để cho các bạn có sự phát triển về mặt nhận thức rất là nhiều. Tất cả những điều đó đó là cơ hội để các bạn trưởng thành hơn rất là nhiều và đó cũng là cơ hội để cho các bạn phát triển về mặt tâm linh rất là nhiều. Các bạn hiểu bản thân của mình nhiều hơn, và các bạn bản lĩnh hơn bản lĩnh đó là các bạn sống độc lập hơn và các bạn biết cách khai thác tài năng của mình nhiều hơn mình thấy là các bạn đã ra quyết định nè dọn dẹp tạo dọn dẹp đi nguồn năng lượng tiêu cực nè các bạn tạo những cái ranh giới nó rõ ràng hơn và à, và các bạn à, các bạn biết cách làm sao cho cuộc sống của mình tốt hơn á à, các bạn các bạn lựa chọn những điều tốt và các bạn lựa chọn một cái cuộc sống nó khác đi cho nên trường hợp các bạn tụ một nó tương tương ứng với cái câu nói gọi là đời thay đổi khi ta thay đổi cho nên đó là bạn đã quyết định bản thân của mình là có sự thay đổi trước rồi à, khi mà bản thân mình thay đổi thì cuộc sống của mình nó mới có sự thay đổi đó là những gì mà các bạn đang suy nghĩ cho nên các bạn không có còn tập trung vào cái sự hỗn loạn nữa à, mà các bạn sống khác đi rất là nhiều các bạn được chữa lành và các bạn sẽ bắt đầu một cái cuộc sống rất là mới một cái cuộc sống mà các bạn giống như là trong tình yêu á trong tình yêu thì các bạn đạt đến một cảnh giới á, kiểu như các bạn để xuôi dòng các bạn thả lỏng và các bạn chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp thôi ở đây thì mình thấy á là mình thấy á là có một số trường hợp các cặp đôi thì các bạn phát triển nhiều hơn à, sau sau mâu thuẫn á thì các bạn lại gắn kết nhiều hơn và các bạn ở bên nhau nhiều hơn thậm chí là cùng nhau đồng hành làm việc có một số trường hợp các bạn á là các bạn có tình yêu mới à, một số trường hợp là các bạn làm mới lại tình yêu của các bạn à, và trong trong một cái tư thế đó là bạn đó là bạn độc lập à, và các bạn sống tốt cái cuộc sống cá nhân của mình à, đó mà các bạn không có còn để tâm trí là phụ thuộc À, trong câu chuyện tình yêu của mình nữa và đặc biệt là các bạn để cho cái tình yêu nó diễn tiến một cách tự nhiên đó rồi mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ một cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn các bạn hãy like và đăng ký kênh hỗ trợ kênh phát triển nhé xin chào các bạn xin chào các bạn tụ 2 mình để đây nha chúng ta nói về câu chuyện tình yêu mùa xuân của bạn. À, trong mùa xuân này thì câu chuyện tình yêu của các bạn tuổi 2 sẽ diễn tiến như thế nào nhé? Ban đầu thì mình cũng nói qua cái nguồn năng lượng của các bạn trước. À, các bạn thấy không khớp nguồn năng lượng thì các bạn đổi qua tụ 1 hoặc tụ 3 nhé. Các bạn có so much. <laughs> các bạn có only cry it love các bạn có to love wow bài các bạn đẹp bài các bạn tụ hai rất đẹp luôn á các bạn có the union of hearts wow đây là năng lượng tình yêu của các cặp đôi mà yêu thương nhau rất là sâu sắc đây à, là các bạn đang làm những việc cái này được gọi là sống vui trong từng khoảnh khắc nè à, làm những việc tốt đơn giản mỗi ngày nè năng lượng của các bạn tuổi 2 là như vậy. Bạn với người thương của các bạn là sâu mắt, tức là các bạn có, các bạn rất là yêu thương nhau, các bạn rất là hợp nhau, hợp nhau về rất nhiều thứ. Các bạn rất là thu hút lẫn nhau, cực kỳ thu hút lẫn nhau về mặt giới tính à, và các bạn thu hút lẫn nhau về mặt giới tính, về tâm hồn, à, về tinh thần. Có nghĩa là thu hút nhau rất là, rất là nhiều mặt, à, rất là hợp với nhau. À, các bạn còn là những người bạn chia sẻ với nhau được mọi điều nhưng trong cái khoảng thời gian vừa rồi có in love tức là các bạn cũng có bị thử thách trong tình yêu à, đó là trong tình yêu của các bạn khoảng thời gian vừa rồi nó có bị cái gọi là chưa có đủ điều kiện để cho các bạn có thể là phát triển lên tình yêu bền vững chưa đủ điều kiện để cho các bạn gọi là về chung một nhà trong cái khoảng thời gian vừa rồi à, nhưng À, mình đang thấy là cái diễn tiến câu chuyện tình yêu của các bạn tụi hai đang đẹp lên rất nhiều á à, bước qua đây chúng ta có chưa lớp tức là thử thách gì đi chăng nữa có là thử thách như thế nào đi chăng nữa và cái giai đoạn trước nó có chưa đủ điều kiện đi chăng nữa chưa đủ điều kiện ở đây có thể nói là thời gian chưa thích hợp hoặc là à, các bạn chưa có chuẩn bị kịp các bạn chưa có sẵn sàng để mà à, về chung một nhà với nhau rồi hoặc là do các bạn bị tác động bởi hoàn cảnh À, bởi công việc hoặc là bởi à, gia đình gia đình lớn của hai bên nó nhiều cái nó tác động trong khoảng thời gian vừa rồi mà các bạn chưa có đưa ra được cái kết luận là à, không phải chưa đưa ra được kết luận mà là các bạn chưa có tiến đến à, được với nhau á à, nhưng mà cái tình yêu thương của các bạn là ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn chứ không phải là giảm đi đâu nhé chu lớp à, đây là một cái tình yêu lớn của cuộc đời các bạn các bạn là chu lớp của nhau á và các bạn có những cái sự kết nối um, vô cùng sâu sắc ừ. tình yêu của các bạn là trong tình yêu của các bạn nó còn có cái tình yêu cao thượng là tình yêu vô điều kiện ở trong đây nữa à, tức là cái sự cái sự gắn kết cái sự bao dung cái sự cao thượng đó là những cái tính chất mà nó gọi là cực kỳ nổi bật trong năng lượng tình yêu của các bạn tụ hai á à, mình thấy được á giống như là cái tình yêu của các bạn không cần biết là cái khoảng thời gian các bạn quen nhau là nhiều năm hay là mới quen nha. Nhưng mà các em các bạn sẽ thấy là có một cái sự thân thiết vô cùng luôn. Ừ. Có một cái sự thân thiết mà khi các bạn ở bên nhau là các bạn không có cách nào mà có thể đeo mặt nạ với nhau được, mà không có cách nào mà có thể biến bản thân của mình thành một cái người khác được và mình thấy được á trong cái năng lượng tình yêu của các bạn tuần hai thì cái tình yêu nó cũng là một cái động lực sống cho cả hai bên các bạn rất là nhiều làm cho các bạn mở rộng tấm lòng của mình ra rất là nhiều và khiến cho các bạn yêu cuộc đời hơn yêu cuộc đời hơn yêu thiên nhiên hơn yêu những sinh vật khác nhiều hơn và tình yêu cũng là tạo một cái động lực cho các bạn rất là nhiều để tăng thêm cái lòng chắc ẩn trong con người của các bạn nhiều hơn và mình thấy là Ừ, sau đó thì các bạn có những cái cực kỳ cực kỳ chú tâm hoặc là cực kỳ siêng năng trong cái việc mà các bạn tham gia những cái hoạt động um, về về gọi là chia sẻ và à, lòng trắc ẩn đó các bạn mình thấy là các bạn có tham gia những cái hoạt động này nhiều ừ, hoặc là các bạn có suy nghĩ đến những cái vấn đề mang tính chất rất là lớn à, những vấn đề mà trong đó nó mang cái tính chất gọi là nó um, nó 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 thể hiện cái cái tình yêu vô điều kiện rất là nhiều á rồi ở đây các bạn có Earth Magic năng lượng đất và các bạn có reverse Re Invention oh wow mình thấy làm tình yêu các bạn tụi hai đẹp ghê luôn á rất là đẹp à, làm cho các bạn trở thành những người gọi là vững vàng hơn bản lĩnh hơn trong cuộc sống rất là nhiều Uhm, dường như các bạn làm chỗ dựa cho nhau uhm, người này là chỗ dựa tinh thần cho người kia bởi vì uhm, các bạn tìm thấy cái sự trầm tĩnh cái sự bình tĩnh uhm, cái sự chững chạc uhm, của nhau đó và mỗi bên các bạn đều là những người vô cùng bản lĩnh độc lập nè và uhm, các bạn đặc biệt á, các bạn đều là những người cực kỳ sống tốt uhm, cái cuộc sống một mình á, cuộc sống độc lập cũng như là xử lý công việc là các bạn các bạn sống tốt, ừ. Ừ. mình thấy được á là một trong hai các bạn hoặc là cả hai thì trước đó trước đó giống như các bạn chưa có phát huy được sức mạnh của bản thân á, có rất là nhiều những cái tính cách hoặc là những cái tài năng, những năng khiếu của các bạn mà các bạn không phát huy được, không các bạn không phát huy được, các bạn không có sự mạnh dạng để phát huy hoặc là chưa có ai công nhận chưa có ai công nhận hoặc là um, thời điểm đó là thời điểm mà bạn chưa có chưa chưa tự hào về bản thân đó, hoặc là chưa có được những con người hay điều hay điều kiện môi trường à, mà khiến cho các bạn là có thể bộc phát được những năng khiếu những tài năng của bản thân à, nhưng mà trong cái tình yêu này um, người yêu của các bạn là những người mà họ đem đến cái nguồn năng lượng đó cho các bạn tuổi hai À, họ chính là một cái người mà có thể tháo gỡ, có thể phóng thích những cái tài năng của các bạn ra, những năng khiếu của các bạn ra, à, làm cho các bạn hồi sinh, các bạn phục hồi um, rất là nhiều, các bạn được chữa lành rất là nhiều. À, chữa lành ở đây mang tính chất gọi là nếu như trước kia các bạn chưa có được, chưa có được môi trường, chưa có được đủ điều kiện để các bạn à, có thể nhìn thấy những điều đẹp nhất, tốt nhất, tài nhất của bản thân á, thì trong tình yêu này dường như là đã cái người thương của các bạn dường như là giúp các bạn bộc phát được rất là nhiều năng khí và tài năng của bạn làm cho làm phát huy cái tính tự tin của các bạn hơn rất là nhiều các bạn tự tin hơn mạnh dạng hơn và các bạn xuống sống đúng là con người thật của mình nhiều hơn Đó cho nên có thể nói là trong năng lượng tình yêu này thì bạn được hồi sinh rất là nhiều bạn bạn được hồi sinh đúng cái phiên bản tốt nhất, tuyệt nhất, phiên bản hoàn hảo nhất của các bạn á. Rồi. Năng lượng tình yêu các bạn tụi hai vô cùng đẹp luôn á. Các bạn có challenging time. Thời gian thử thách nè. back mm. năng lượng các bạn tụi hai rất là đẹp. Mình thấy à, năng lượng của người nam, à, người nam thì có thể là bạn nha, bạn đang xem trải bài hoặc là người thương của bạn á là bị thử thách về công việc về cơ hội à, về cuộc sống à, rất là nhiều ừ. có nhiều những cái cơ hội vẫy gọi tức là cơ hội liên quan đến công việc này nọ vân vân là cái người này họ có những cái suy tư những cái trăn trở à, những cái sự cân nhắc rất là nhiều các bạn tức là tập trung vào trong công việc rất là nhiều à, bởi vì họ cũng muốn là có những cái sự cân bằng về cuộc sống à, muốn cân bằng về cuộc sống muốn cân bằng giữa công việc và tình cảm cân bằng nhiều thứ à, thế nhưng mà nếu nhưng không quyết liệt tập trung vào các cơ hội trong công việc này nọ chẳng hạn thì à, họ sợ là sẽ mất đi cơ hội à, mất đi cơ hội trong công việc mất đi cơ hội phát triển bản thân à, mất đi những cơ hội mà mình mình có thể là phát triển mạnh hơn á đó cho nên thành ra trong khoảng thời gian vừa rồi thì mình thấy cái người mang năng lượng nam là có những sự trăn trở rất là nhiều cho nên cái thời gian vừa qua cũng là một thời gian thử thách một thời gian khó khăn với họ à, phải cân nhắc nhiều thứ ừ. tại vì do cái trách nhiệm của cái người đàn ông á người đàn ông là phải có cái sự bảo vệ là những người mình yêu thương à, trách rồi trách nhiệm trong công việc trách nhiệm ngoài xã hội nữa đó các bạn cho nên thành ra là mình thấy cái người nam á, là rất là trăn trở trong khoảng thời gian vừa rồi à, nhưng mà năng lượng tình yêu của các bạn tụi hai đẹp vô cùng đẹp luôn á à, các bạn Ừ. Mình thấy là là các bạn có trải qua Cái giai đoạn khó khăn vất vả gì chăng nữa Thì mình thấy à, Năng lượng tình yêu các bạn Nó vẫn đẹp như vậy à, Các bạn vẫn rất là yêu thương nhau Và đặc biệt á, Khi mà các bạn ở bên nhau Thì nó rất là nhiều những cái tiếng cười Những cái sự thoải mái ở đây Vô cùng thoải mái luôn Khi mà các bạn ở bên nhau á. Tại vì các bạn hiểu nhau Và các bạn còn là những người bạn Là những người mà có thể chia sẻ về mọi điều á, à, Chia sẻ về bất kỳ điều gì à, Giống như bên này là muốn nói chuyện gì Với bên kia thì họ biết được rằng là họ có nói như thế nào thì bên kia cũng có thể hiểu được đó ừ. hai bạn rất là hiểu nhau so much đúng là so much luôn đó. đúng là ngưỡng so max ừ. chúng ta xem overcoming obstacle wow vượt qua được những cái sự khó khăn thử thách tắc nghẽn là vượt qua you can overcome anything um, các bạn vượt qua được nhiều thứ lắm nhé các bạn tuyệt ừ. vời ấy chúng ta có to be told. sự thật được tiết lộ lời thật được được nói ra wow less wow phước lành mending mending wow đây là các thiên thần sửa chữa cho câu chuyện tình yêu của các bạn nè chứng tỏ là câu chuyện tình yêu của các bạn tụ 2 được sự ủng hộ của các thiên thần nhé wow các bạn là chọn tụ 2 đúng là um, cực kỳ tuyệt vời trong năng lượng tình yêu luôn So m <laughs> thôi so mét nãy giờ mấy lá rồi đó À, mình đang thấy là mùa xuân này sẽ là một mùa xuân đầy cái sự tuyệt vời à, đến với tình yêu của các bạn tụ hai luôn mình thấy là sự thật đang dần tiết lộ rồi ừ, tức là các bạn sắp sửa được à, nghe những lời nói thật lòng từ trái tim à, của nhau rồi hai bên đó là có cái sự nói những lời thật lòng những cảm xúc những suy nghĩ của nhau cho bên kia rõ nói nói mọi việc À, những lời yêu thương sẽ được nói ra à, chứ không còn ở cái giai đoạn giữ lại trong lòng nữa rồi và mùa xuân này á, là một cái mùa mà cái năng lượng tình yêu là đầy phước lành đến với các bạn tụ hai luôn mình thấy được á, à, các bạn không chỉ là yêu thương nhau mà tình yêu của các bạn là mending các thiên, thiên thần đang sửa chữa rõ ràng là tình yêu của các bạn tụ hai được sự ủng hộ từ các thiên thần rất là nhiều thiên thần sửa chữa thì cũng đồng nghĩa với là sẽ có những cái sự thay đổi bất ngờ sẽ có những cái sự gọi là xoay chuyển à, nó mang cái yếu tố gọi là khách quan đó các bạn à, mang yếu tố và định mệnh khách quan à, tác động đến um, và uh, show make. <laughs> à, các bạn rất là yêu thương nhau và trong cái mùa xuân này thì các bạn sẽ cảm nhận được tình cảm của nhau rất là rõ ràng mình đang thấy là cái sự ấm áp cái sự nồng ấm cái sự thân mật À, trong tình yêu của các bạn tuần 2 Đúng. Rồi mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tuần 2 Cảm ơn các bạn rất nhiều Các bạn hãy like, đăng ký kênh à, Hỗ trợ mình nhé Cảm ơn các bạn Rồi. Xin chào các bạn tụ 3 Chúng ta nói về chủ đề là Câu chuyện tình yêu mùa xuân của các bạn tụ 3. để xem là trong mùa xuân này thì diễn tiến tình yêu của các bạn như thế nào nhé. À, đầu tiên mình cũng nói về năng lượng của các bạn trước. À, các bạn check xem là có khớp với năng lượng của các bạn không. À, không khớp thì các bạn đổi qua tụ 1 hoặc tụ 2 nhé. Các bạn có release do it. Rồi, các bạn có code the dependency. Các bạn có retreat Attraction năng lượng của các bạn năng lượng của các bạn tụ hai nó sẽ có à, tụ ba nó sẽ có ba trường hợp như thế này nhé các bạn à, có hai trường hợp à, một số các bạn tụ ba là các bạn à, đã đến cái thời điểm mà các bạn đã quên hoàn toàn người yêu cũ đó. đến lúc là các bạn Đã dẹp người yêu cũ qua một bên à, các bạn không còn bị cái cảm xúc từ người yêu cũ mà tác động đến các bạn nữa tức là cảm xúc về người yêu cũ đó không có làm cho các bạn trở thành một cái người hay suy nghĩ hay lo lắng à, và gọi là lệ thuộc cảm xúc đó, là các bạn dẹp qua một bên rồi à, và các bạn không có để cho bản thân của các bạn bị mất cân bằng cảm xúc lý trí chỉ vì người yêu cũ nữa à, đó và một số trường hợp khác của các bạn tụ ba à, thì có nghĩa là à, đến lúc đó, các bạn không có còn quá lo lắng quá tập trung quá bận tâm quá suy nghĩ đến câu chuyện tình yêu um, của bạn với cái người với cái người mà bạn đang thương hiện tại tức là bạn với cái người bạn đang thương hiện tại đó à, là ví dụ như chưa có đủ thuận duyên chưa có đủ điều kiện để cho các bạn phát triển tình yêu hơn à, thì các bạn cũng là đang có những sự lựa chọn lại lựa chọn ở đây á, là các bạn tập trung làm mới lại bản thân tập trung phát triển bản thân tập trung lấy lại tất cả những cái sự thu hút của bản thân tức bạn từng là một người cực kỳ thu hút từng là một người mà rất là tự tin à, có nhiều tài năng rất thu hút rất bản lĩnh rất tự tin về bản thân thì các bạn đang quay lại các bạn tìm lại chính mình lấy lại sự thu hút của bản thân à, các bạn đang suy nghĩ đến cái việc tập trung vào bản thân nè à, trở thành cái phiên bản hoàn hảo như người trước như ngày trước và các bạn đang tập trung vào cái việc phát huy sức mạnh của bản thân các bạn chứ các bạn không còn tập trung nhiều vào những việc mà chưa giải quyết được ở thời điểm hiện tại này đó là có hai nguồn năng lượng như vậy à, mình tóm lại chút xíu ha nguồn năng lượng thứ nhất là các bạn phóng thích đi người cũ hoàn toàn à, để các bạn làm mới lại bản thân sống cuộc sống mới nguồn năng lượng thứ hai à, là bạn với cái người yêu hiện tại là các bạn không tập trung vào những điều chưa thuận duyên, chưa đủ điều kiện để mà phát triển tình cảm lên á, mà các bạn tập trung lại lấy tìm lại chính mình. Đó. Rồi chúng à, ta có chúng ta có listen with your heart. lắng nghe thấu hiểu nè, lắng nghe với cả trái tim spiritual connection. Wow, cái kết nối của các bạn á, à, mang tính chất kết nối về tinh thần rất là mạnh nhé các bạn kết nối đầy cả những cái sự sâu sắc ở trong đây á thì mình thấy được á đây là giai đoạn mà rõ ràng các bạn có sự trưởng thành hơn về mặt tâm thức rất là nhiều trưởng thành hơn về mặt tinh thần à, về nhận thức về suy nghĩ rất là nhiều cho nên thành ra là các bạn mới quyết định là sống cuộc sống mới làm mới lại bản thân à, các bạn mới quyết định là tìm lại chính mình tìm lại sức mạnh của bản thân và các bạn đang lấy lại toàn bộ con người mà cực kỳ thu hút cực kỳ hoàn hảo của bạn trước kia đó, bạn trước kia là những người cực kỳ kiêu hãnh cực kỳ là tự hào về bản thân đó. cho nên là bạn đang lấy lại cái phiên bản tuyệt vời đó của mình bởi vì các bạn đã um, trải qua được rất là nhiều những cái bài học các bạn trưởng thành nhiều à, và, và các bạn cảm thấy trong cái năng lượng tình yêu của bạn đó, nó có những cái sự kết nối về mặt tinh thần dữ lắm các bạn đến cho nhau rõ ràng là các bạn làm cho nhau phát triển trưởng thành hơn rất là nhiều các bạn trở thành những người sống chậm lại lắng nghe nhiều hơn khi chúng ta trưởng thành hơn là vậy ạ thường khi chúng ta trưởng thành hơn chúng ta thường sẽ là sống chậm lại bình tĩnh hơn nè không có quá nóng vội giải quyết vấn đề và chúng ta lắng nghe lắng nghe một cách sâu sắc và chúng ta hiểu nhau nhiều hơn à, mình đang thấy là các bạn chọn à, nhìn bức tranh toàn cảnh là một À, nhưng mình thấy cái điều cái điều quan trọng hơn vẫn là cái cái việc mà bạn bạn quyết định là phải lấy lại toàn bộ sức mạnh và sự thu hút của bạn á, tại vì bạn từng làm những người cực kỳ tuyệt vời. ở đây chúng ta có Give love Wow, bạn đang trong một cái trạng thái thích cho đi hơn nhận lại. Ừ. À, ở đây á là kiểu như các bạn chuyển vào một cái trạng thái yêu hết sức là vui vẻ thoải mái yêu yêu nhiều. À, yêu nhiều yêu tự nhiên nghĩa là ừ, các bạn cứ yêu một cách nó rất là thuần khiết rất là vô tư à, yêu cái cái tình yêu này của các bạn á, đang chuyển qua một cái giai đoạn là ừ, cho đi nhiều hơn nhận lại nhưng mà không phải kiểu cho đi kiểu dạng tính toán thiệt hơn nhé các bạn mà các bạn đang rất là vô tư thuần khiết vô điều kiện Đó. kiểu như lấy lại những cái sự tươi trẻ thoải mái rất là nhiều ừ và mình đang thấy các bạn tụi ba chúng ta có transformation change có nhiều sự thay đổi ở nơi bạn giống như là bạn đang à, suy nghĩ đến những điều tuyệt vời khác trong cuộc sống những điều tuyệt vời khác trong cuộc sống của các bạn là gì à, là những chuyến đi những chuyến đi du lịch những á, sự tìm tòi khám phá những cuộc phiêu lưu mới và à, bạn dành thời gian nhiều hơn cho bạn bè cho người thân dành nhiều, thời gian nhiều hơn để các bạn có được những sự trải nghiệm ở ngoài thiên nhiên, có những sự trải nghiệm trong cái cuộc sống, à, chứ các bạn không còn tập trung vào những điều mà um, chúng ta chưa giải quyết được thời điểm hiện tại. Á. Tại có những điều mà muốn giải quyết được thì nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, đòi hỏi thời gian, đòi hỏi cái cái vận may, um, đòi hỏi cái việc mà chúng ta tích góp đủ cái sự suy nghĩ cũng như là cái sự nỗ lực nữa. À, không phải là việc gì chúng ta muốn là chúng ta có thể giải quyết được liền á cho nên thành ra là bạn khá là nhẹ nhàng trong khoảng thời gian này bạn xuôi dòng đó rồi wow well deserved well, this, this reward mm. change change your focus thay đổi cách nhìn nhận vấn đề nè wow các bạn tụ ba tuyệt vời chưa và các bạn có solar laser sakura luôn số ba ở đây mình thấy các bạn nam và nữ đều tuyệt vời hết á các bạn nam thì dường như là tập trung tập trung gọi là xây dựng tương lai à, kiểu như các bạn đang rất tập trung để mà xây dựng à, công việc sự nghiệp tương lai các bạn đang nghiêm túc với cuộc đời của các bạn rất là nhiều à, đó còn các bạn nữ thì á, các bạn phát triển về mặt nhận thức về suy nghĩ các bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề rất là nhiều à, không còn lựa chọn cái việc gọi là tập trung vào điều tiêu cực đó à các bạn thấy kiểu như phung phí tập trung vào điều tiêu cực thì nó phung phí sức lực năng lượng nhiều thứ nó làm cho các bạn mệt mỏi và các bạn không thích như thế nữa à, cho nên là các bạn thay đổi cái cách tập trung và các bạn đang bắt đầu tập trung vào những điều khác trong cuộc sống tập trung những gì mà mang tính chất gọi đổi mới cuộc đời mới tập trung vào à, gọi là mang tính chất xây dựng vấn đề chứ không có tập trung vào cái mặt trái của vấn đề nữa mà các bạn tập trung vào cái mặt tích cực để các bạn xây dựng vấn đề thì nên thành ra các bạn phát triển lương sa ba nè. lương sa ba là lương sa của cái việc ai khen á nghĩa tôi có thể làm lương sa ba là lương sa của cái việc chúng ta chủ động nè. chúng ta chủ động chúng ta gọi là à, tạo được cái năng lượng tốt cho bản thân để các bạn có thể suy nghĩ giải quyết được nhiều việc à, và các bạn can đảm làm nhiều việc ừ. rồi mình đang thấy là cái câu chuyện tình yêu của các bạn á khiến cho các bạn phát triển trưởng thành hơn rất là nhiều, làm cho các bạn nữ là thay đổi cách suy nghĩ cực kỳ nhiều, các bạn tập trung phát triển tài năng, tập trung vào những mặt tốt đẹp trong cuộc sống, tập trung vào lấy lại sức mạnh sự thu hút của bản thân. Còn các bạn nam thì tập trung rất nhiều vào cái việc xây dựng cho một cái tương lai tươi sáng. Cho nên rõ ràng cả hai bên các bạn đều là trưởng thành vô cùng luôn, cả hai bên các bạn đều là có lưng xa ba phát triển các bạn biết lương sơ ba là cực kỳ tài năng rồi lương sơ ba là I can, i can do it <laughs> tôi có thể làm điều đó rồi chúng ta có in the flower xuôi dòng nè à, uh, everything is more selling có có nghĩa là các bạn đang để cho mọi chuyện nó um, hết sức là nhẹ nhàng tự nhiên xu dòng khi mà các bạn đạt đến cái trạng thái xu dòng này á, là đủ để thấy là các bạn trưởng thành hơn nhiều rồi. Chỉ khi người ta trưởng thành hơn nhiều á, Người ta mới có thể nhìn nhận mọi việc nó nhẹ nhàng hơn Nhìn nhận mọi việc nó rất là nhẹ nhàng Đó, các bạn thấy cái này gọi là bay lên trời nè Đâu có phải là một cái cảm giác nặng nề nữa đâu Các bạn đang để mọi việc nó rất là nhẹ nhàng Bởi vì do các bạn đã nhìn nhận cái sự việc nó rất là khác biệt Khác đi trước nhiều Và các bạn có những cái sự tập trung mang tính chất gọi là xây dựng rất là nhiều Rồi, chúng ta Go the distance Observer, happy, trời oh, vui tuyệt vời nha, happy happy, unfinished symphony đó. Đây là một nhân duyên uh, của các bạn á. các bạn đang còn nhân duyên với nhau uh, và các bạn yên tâm uh, mặc dù là cái năng lượng tình yêu của các bạn á um, nó có những cái sự thử thách uh, hoặc là uhm, để mình phân tích nè. Cái nhân viên của các bạn là gì nè tại sao mà các bạn lại có những sự thử thách hoặc là đôi khi các bạn sẽ thấy là sao vẫn chưa đủ điều kiện để mà phát triển cái nhân duyên thật ra là các bạn cái nhân viên của các bạn đang phát triển á đang phát triển cho nên các bạn có thông điệp của cái happy happy rất là hạnh phúc ở đây đang phát triển theo cái xu hướng phát triển lên rất là nhiều à, nhưng mà do do các bạn là những người có tài năng nhưng mà trong cái tình yêu này thì đôi khi cái lúc mà các bạn bên nhau nhiều hoặc cái lúc mà có những lúc các bạn hơi bị codependency các bạn có những sự phụ thuộc cảm xúc lẫn nhau mà trong khi các bạn vốn đâu phải là cái người như vậy tức là bạn với người thương của bạn dù nam dù nữ gì đi chăng nữa thì các bạn từng là những người rất độc lập và các bạn có rất là nhiều tài năng à, vậy vậy mà tại sao trong cái tình yêu thì các bạn là trở thành cái người khác giống như trong tình yêu các bạn là trở thành cái người phụ thuộc lẫn nhau thì cái cái sự độc lập cái sự tuyệt vời và những cái tài năng của các bạn biến đâu hết rồi đó đó là lý do tại sao mà các bạn gọi là vũ trụ tác động vào giống như kiểu các bạn phải à, yêu nhưng cũng không được để đánh mất bản thân yêu nhưng cũng đâu không phải là chỉ tập trung vào tình yêu thôi mà vậy tài năng của các bạn thì sao các bạn bỏ quên nó rồi à đó à, yêu nhưng cũng không được để đánh mất đi cái bản sắc riêng cái tính cách riêng à, của chúng ta À, yêu nhưng mà cũng không phải là cứ um, yêu là cũng phải độc lập chứ đâu phải yêu là phụ thuộc cảm xúc rồi à, để làm giảm đi cái sự thu hút của mình đó ừ. ở đây á là có những cái những cái chuyện mà các bạn sẽ thấy giống như các bạn có bị thử thách này bị thử thách kia đi chăng nữa bởi vì sao bởi vì à, vũ trụ muốn các bạn không được quên bản thân của mình không được quên cái vai trò trách nhiệm sứ mệnh của chúng ta ở cái trái đất này đó các bạn thấy và 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 các bạn phải và kiểu như chúng ta phải trưởng thành hơn theo thời gian cho nên thành ra chúng ta cũng phải học được những phải học cho được những cái bài học của sự kiên nhẫn của cái sức chịu đựng và đặc biệt là bài học của của cái sự lắng nghe và thấu hiểu đó các bạn lắng nghe và thấu hiểu để các bạn có thể hiểu sâu sắc nhau để các bạn có thể hiểu được đứa trẻ bên trong của nhau à, các bạn biết được là khi mà hiểu được đứa trẻ bên trong của nhau rồi thì chỉ có thể là rơi nước mắt thôi, chỉ có thể là cảm động thôi chứ không còn trách móc nhau nữa đâu. À, nhưng mà có những tin tin vui cho các bạn nha, à, một tin vui và một lời nhắc. <laughs> tin vui là các bạn sẽ qua một cái trạng thái à, có nhiều những cái sự hạnh phúc lớn, những hạnh phúc lớn vô cùng trong tình yêu của các bạn luôn à, và cũng như là nhiều những cái sự hạnh phúc lớn khi mà các bạn á, cả hai luôn đều tìm lại được chính bản thân của mình À, lấy lại cái sức mạnh cái tài năng của mình và các bạn bắt đầu biết cân bằng và tập trung vào những cái trách nhiệm sứ mệnh vai trò khác của mình trong cái cuộc đời này nữa. À, có tin vui nữa là có một trong hai các bạn sẽ phát triển cực mạnh trên con đường à, công danh sự nghiệp nè à, và và có một trong hai thì đạt đến một cái trạng thái là các bạn có khả năng nhìn được bức tranh toàn cảnh, đó. các bạn trở thành cái người gọi là sâu sắc ấm áp biết lắng nghe biết thấu hiểu nhiều hơn à, và một cái lời nhắc cho các bạn đó, là um, còn vẫn còn có nhiều những cái chặng đường mà các bạn phải đi nha à, có một số việc gì đó nó chưa có được giải quyết xong tức là à, vẫn còn một số chuyện khiến các bạn là cần phải có cái sự kiên nhẫn nữa đó, cần phải có sự kiên nhẫn ừ. mình đang thấy là rồi và cái cái phần còn lại cái Ừ, cái cái sự phát triển tình yêu của các bạn á ừ. mình đang thấy là nó đi theo cái xu hướng mà sẽ làm cho các bạn có nhiều những cái sự hạnh phúc ở đây rất là nhiều tuy nhiên là trong khoảng thời gian này thì mình vẫn thấy mình vẫn thấy là giống như kiểu vũ trụ muốn các bạn tụ ba là tập trung quyết liệt để tìm lại chính bản thân của các bạn trước ừ. mình đang cảm nhận như vậy á rồi sau đó mới đến là là các bạn sẽ giải quyết được những việc mà nó vẫn còn chưa giải quyết xong trong cái khoảng thời gian này Đấy. <laughs> Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ ba nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.